Sau chuyến hành trình trên biển gần 2 tuần, hơn 200 đại biểu thuộc đoàn công tác số 10 đã kết thúc chuyến thăm làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Về phía tỉnh Hưng Yên, tham gia đoàn có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên và lãnh đạo một số sở ngành. Đoàn công tác số 10 do Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Đoàn đã tới thăm, làm việc, tặng quà, động viên các cán bộ chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Đá Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây. Tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, đoàn đã tới thăm làm việc, nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt đời sống của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ chiến sĩ. Đoàn cũng đã tặng quà và tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đặc biệt trong chuyến đi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản và các thành viên của đoàn công tác số 10 đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên các điểm đảo, đoàn cũng đã tổ chức các lễ dâng hương tại tượng Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhà tưởng niệm Bắc Hồ, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm 8 ngôi chùa trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Đại diện Quân chủng Hải quân đánh giá chuyến đi thăm làm việc tại quần đảo Trường Sa của đoàn công tác số 10 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Chuyến công tác cũng đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Các hoạt động của đoàn tại các điểm đảo cũng là minh chứng sống động nhất về những khó khăn gian khổ, sự cống hiến hy sinh, nhưng đồng thời cũng là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó góp phần xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.